Xin chào các bạn, và đây là một trong những ý tưởng mà chúng ta sẽ làm về một cái phong cảnh và một ý tưởng dành cho hoàng hôn của Việt Nam của chúng ta. Và đã rất lâu rồi tôi không thường xuyên làm về những cái bức ảnh, những cái địa danh của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay nó sẽ là một cái hiệu ứng và cũng như cái ý tưởng để cho các bạn có thể thiết kế được một cái slide nó chuyên nghiệp và nó hấp dẫn như thế này. Và các bạn hãy nhớ rằng để chúng ta có thể tạo ra được những bức slide nó hấp dẫn và nó hiện đại thì các bạn cần phải hướng đến cái sự tối giản và sự đơn giản nhất định. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tạo ra được một cái slide nó đơn giản như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hướng dẫn trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn sẽ để ý ở trong này thì Dương đang có cho mình hai cái slide, và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ hoàn toàn có thể tạo được theo những cái ý đồ và những ý tưởng theo từng lĩnh vực của các bạn. Vậy thì để chúng ta có thể làm được điều này thì chúng ta sẽ tạo ra một slide mới. Và cái bước đầu tiên để cho chúng ta có thể làm được điều này đấy là các bạn cần phải chuẩn bị những phông chữ, bức ảnh hay thậm chí là những nội dung nó liên quan về từng lĩnh vực mà các bạn lựa chọn. Bây giờ cái việc làm thứ nhất, chúng ta cần phải bấm vào phần menu shapes, và lúc này chúng ta cần phải vẽ ra những hình khối rectangle, và đó chính là những hình để cho chúng ta có thể minh họa được các nội dung. Và cái cách để cho các bạn có thể trình bày được thì chúng ta sẽ vẽ ra một hình chữ nhật như thế này, và sau đấy thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta sẽ xoay chuyển cái nội dung này. Và cái vị trí đặt thì các bạn sẽ tùy vào cái cách để cho các bạn có thể đặt nhé. Và chúng ta có thể xoay về cái hướng, cái góc quay của nó làm sao để cho nó phù hợp với mắt của người xem. Và thẩm mỹ trong những cách trình bày thì nó sẽ cực kỳ, nó rất quan trọng các bạn nhé. Và tiếp theo các bạn cần phải nhân bản lên một cái hình khối thứ hai, và sau đó thì các bạn sẽ nhân bản lên một hình khối thứ ba. Và trong cái hình khối này thì chúng ta sẽ di chuyển nó lên trên đây. Đấy, thì các bạn sẽ làm sao để cho cái khoảng cách của các vật thể của các đối tượng này cho nó phù hợp theo cái thẩm mỹ riêng của mỗi người. Đấy, thì như các bạn đã làm thì chúng ta sẽ có những cái phần điều chỉnh như thế này. Và có thể chúng ta sẽ điều chỉnh nó khác hơn. Có người thì chúng ta lại muốn điều chỉnh cái gần, cái xa, cái nhỏ, cái lớn. Đấy, thì tùy vào mỗi người để chúng ta có thể tạo ra những khoảng cách cũng như là cái cách trình bày cho nó phù hợp. Đấy, thì sau khi mà các bạn đã tạo ra một cái hình khối như vậy, đấy thì cái hình khối này nó sẽ làm sao để chúng ta có thể tạo ra cho mình những cái vị trí cũng như là cái cách sắp đặt cho nó phù hợp các bạn nhé. Rồi, sau khi chúng ta đã làm xong ấy thì chúng ta lại nhân bản lên một cái nữa. Đấy, các bạn sẽ nhân bản lên một cái nữa. Và cái hình khối này thì chúng ta sẽ cho nó lớn lên. Đây, các bạn sẽ cho nó lớn hơn so với các hình khối khác. Và lúc này trong cái hình khối này thì các bạn cần phải bấm vào cái phần Format Shape. Và sau đó chúng ta sẽ tạo ra cái transparency của nó tầm khoảng là 50%. Đấy, rồi chúng ta sẽ tắt cái phần line của nó đi. No outline. Đấy. Đây, hoặc các bạn có thể bấm vào cái chỗ này này. Đấy, Shape Outline thì chúng ta sẽ bấm vào chỗ này. Đây, No Outline. Thì nó cũng sẽ mất đi các đường viền. Và tương tự ba cái hình khối này các bạn cũng sẽ làm như vậy. Shape Outline và No Outline. Và khi đó thì chúng ta sẽ bấm vào phần Merge Shape. Mục tiêu khi mà chúng ta lựa chọn ở trong này thì nó sẽ union, tức là nó gom nhóm cả ba hình khối này thành một hình. Và bây giờ cái việc làm tiếp theo mà các bạn cần phải làm đấy là chúng ta bấm chuột phải để thêm vào đây một bức ảnh. Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình một bức ảnh. Tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn như sau. Các bạn sẽ truy cập lên trang pickabay.com. Và đây là một cái trang web mà chúng ta sẽ sử dụng để lấy rất nhiều những hình ảnh minh họa để cho các bạn có thể dùng nhá. Đấy, thì ở trong này các bạn có thể gõ chữ Việt Nam chẳng hạn. Đấy, và rất nhiều những cái địa danh khác để cho các bạn có thể tìm hiểu. Đây, ví dụ như cái bức ảnh mà tôi đang dùng, và chúng ta sẽ dùng cái này đấy, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể bấm vào cái này, hoặc là rất nhiều những bức ảnh khác. Nếu như các bạn không làm của Việt Nam của chúng ta ấy, thì các bạn có thể làm ở một địa danh khác, có thể là Nhật Bản, có thể là Pháp, có thể là Anh, có thể là Australia, hoặc là một cái địa danh nào đó mà các bạn đang làm cho cái bài thuyết trình, bài diễn thuyết của các bạn.
Đấy, thì lúc này chúng ta chỉ cần bấm vào phần tải về thôi. Và sau đó chúng ta bấm mục tải về đây. Đấy, thì nó sẽ tự động nó tải về cho chúng ta một cái bức ảnh để cho các bạn có thể sử dụng nhá. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã tải được bức ảnh về thì bây giờ các bạn sẽ đưa bức ảnh của chúng ta vào đây. Bấm chuột phải để chọn phần Format Shape. Và khi đó thì các bạn sẽ bấm vào phần Picture or Texture Fill. Đấy, thì cái bức ảnh của chúng ta nó đã nằm ở trong này rồi, bởi vì đây là một trong những cái thao tác mà tôi đã làm trước đó. Hoặc là các bạn có thể bấm vào phần Insert để chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái bức ảnh. Được chưa? Đấy, đây là cái bức ảnh mà chúng ta vừa mới tải về xong. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần cái dấu tích ở đây, Rotate with Shape. Đấy, nó sẽ trả cái bức ảnh về đúng cái hình khối và nó không bị nghiêng theo cái hình của chúng ta. Và bước tiếp theo các bạn cần phải làm là bấm vào phần Picture Format và chọn Crop, chọn Fill. Lúc này thì các bạn cần phải điều chỉnh cái bức ảnh để cho cái vị trí cũng như là cái khung hình của bức ảnh này cho nó phù hợp. Đấy, và có rất nhiều bạn chúng ta không thể nào biết cách làm như vậy để tạo ra những cái vị trí cho nó đẹp mắt. Đấy, thì tùy vào các bạn nhé. Có nhiều người thì chúng ta không sử dụng cái điều kiện này. Đấy, cho nên trong cái bức ảnh của chúng ta nó cũng không có chiều sâu. Đấy, thì các bạn sẽ làm như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh, di chuyển cái này xuống một chút. Đấy, bây giờ các bạn sẽ cùng xem này. Đấy, sau khi mà chúng ta đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bức ảnh của chúng ta nó khá là ổn. Và bây giờ cái hình khối này các bạn sẽ cho nó nằm ở phía sau. Chúng ta bấm chuột phải chọn Send to Back thì nó nằm ở phía sau. Rồi, cái mục tiêu của chúng ta bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần Shape Fill và chúng ta sẽ chọn phần Eyedropper để chúng ta sẽ lấy một cái màu cho nó. Đấy, cái màu này nó sẽ là một cái màu nền. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là giảm đi cái độ trắng của các phân vùng ở bên này. Đấy, thì ở bên này nó đang có một cái độ trắng hơi nhiều của cái slide trống, cho nên các bạn cũng có thể tạo ra một cái hình như vậy để nó che phủ đi. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến việc là tạo nội dung cho nó nhé. Thì các bạn sẽ bấm vào phần Shape, tạo ra đây một cái text box, gõ chữ Việt Nam. Đấy, thì tùy vào các bạn thôi. Ở trong này thì tôi đang sử dụng cái nội dung demo. Rồi, các bạn sẽ chọn phông chữ này. Thì ở trong này nó có hai cái phông chữ mà chúng ta cần phải sử dụng cho những cái tiêu đề này. Đấy, thì các bạn có thể lên Google để chúng ta tải nó về nhá. Đấy, thì cái phông chữ đầu tiên mà các bạn cần dùng ấy, đấy là cái phông chữ này này. Đây, Street Size Sans. Đấy, các bạn có thể là đây, cái phông chữ này nhá. Đấy, bạn nào mà chúng ta chưa có thì các bạn cũng có thể tải nó về được chưa. Đấy, và sau khi mà chúng ta sử dụng xong, đây có thể phóng lớn lên một chút. Rồi tiếp theo đến nội dung thứ hai, đấy là chữ Việt Nam và Hoàng hôn. Các bạn sẽ gõ chữ ra. Rồi bây giờ chúng ta không chọn cái phông cứng này nữa, mà bây giờ các bạn cần phải chọn một cái phông nó mềm hơn một chút. Đấy, đây chính là cái chữ. Rồi các bạn sẽ cho nhỏ nó đi để nó nằm ở trên một hàng nhá. Rồi, đấy, chúng ta cần phải sắp đặt nó nghệ thuật hơn một chút. Và sau đó thì chữ Việt Nam các bạn sẽ bấm vào phần chữ A để chúng ta sẽ lấy một cái màu ở trên cái bức ảnh này. Đấy, có thể là lấy màu cam như thế này. Đấy, các bạn hãy lưu ý rằng là nếu như các bạn đã tham gia các chương trình mà tôi đã có huấn luyện cho các bạn vào các chương trình Zoom hoặc là các cái chương trình mà tôi chia sẻ dài ngày, thì các bạn cũng sẽ thấy được rằng là cái cách mà chúng ta sẽ phát triển và xây dựng một cái màu thương hiệu nó như thế nào. Đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đến việc là trình bày cho chữ Hoàng hôn. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào chữ A và chọn vào một cái chữ màu nâu. Đấy, thì các bạn có thể bấm vào đây để chúng ta sẽ lựa chọn thêm. Đây có thể là màu nhạt hơn hoặc màu đậm hơn trên một cái bức ảnh. Đấy, đấy thì tùy vào cái cách làm của mỗi người thì chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn cần phải dưới này nó sẽ là nội dung của bạn. Đấy, ở dưới này nó sẽ là nội dung của chúng ta. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. Và nội dung này thì các bạn hãy nhớ rằng nội dung nhỏ thì nó luôn luôn là cái nội dung mà các bạn cần phải cho nó một cái phông chữ nó dễ đọc các bạn nhá. Đấy, phải sử dụng một phông chữ dễ đọc. Và nếu như các bạn sử dụng phông chữ nó quá khó đọc thì khán giả và người xem của chúng ta họ không hiểu hết được những ý tưởng và cái nội dung mà các bạn đang truyền tải ở trong này. Đấy, thì sau khi mà chúng ta đã thiết kế xong một cái mẫu ấy, thì các bạn nhìn thấy nó cũng khá là bắt mắt đúng không ạ? Đấy, và các bạn sẽ làm như vậy với rất nhiều các chủ đề, rất nhiều các nội dung khác.
Và bây giờ nó sẽ đến một cái phần tiếp theo để cho cái slide của các bạn nó sinh động hơn. Đấy là chúng ta nhân bản cái slide số 3 này lên. Đấy, chúng ta nhân bản slide số 3 này lên. Và các bạn sẽ chọn slide số 3 nhé. Chọn slide số 3 để chúng ta di chuyển tất cả các vật thể này ra ngoài. Đây, ví dụ như tôi sẽ đưa các nội dung chữ này ra ngoài các bạn. Đấy, chúng ta sẽ đưa ra ngoài. Rồi, các hình khối này các bạn cũng sẽ đưa ra ngoài nhá. Đây, cái này đưa lên trên này. Đấy, và sau đấy để cho nó hay ấy, thì các bạn sẽ cứ xoay đi. Đây, chúng ta sẽ làm giống cái cách mà thầy Dương đang hướng dẫn cho các bạn đây. Đấy, chúng ta sẽ xoay cái hình khối này. Các bạn cứ xoay đi. Và xoay để làm gì ấy thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn này. Nếu như những bạn nào mà chưa biết về hiệu ứng morph ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái slide số 3 và slide số 4. Và sau đấy thì chúng ta sẽ bấm vào phần transition và chọn morph. Đấy thì khi này các bạn sẽ nhìn thấy được tất cả cái chuyển động của nó cực kỳ mượt mà và nó rất là hay. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả nhá. Đấy, đây các bạn hoàn toàn có thể bấm vào đây thì chúng ta thấy được kết quả chuyển động của nó, đúng không ạ? Đấy, nó cực kỳ tuyệt vời với cái cách làm và cái ý tưởng như vậy. Và nhân tiện ở trong cái video này thì tôi muốn giới thiệu với các bạn vào ngày mùng 3 tháng 3 sắp tới đây thì tôi sẽ có một chương trình học trực tiếp với Zoom cho một số những bạn mà chúng ta thực sự quan tâm đến cái chương trình là thiết kế thuyết trình đỉnh cao, cả những bí mật và những ý tưởng và những kỹ năng để tôi sẽ giúp cho các bạn có thể hoàn chỉnh các kỹ năng cũng như là các ý tưởng để chúng ta có thể thực thi được một cái dự án hoàn chỉnh. Và nếu như bạn yêu thích chương trình này thì chúng ta hãy đăng ký ở dưới đường link mà tôi sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Và các bạn hãy đăng ký thật sớm để chúng ta có mặt cho mình trong chương trình sắp tới nhé. Rồi, nếu như các bạn yêu thích video hướng dẫn này thì chúng ta hãy bấm nút like và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất hàng tuần của mình đấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần tiếp theo.